Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Dương Triệu Vũ đã viết một bức tâm thư thẳng thắn gửi tới Lưu Thiên Hương, cho rằng phát ngôn ở cuối chương trình của cô là hết sức ngớ ngẩn. Liên quan đến vụ việc MC Nguyên Khang đọc sai tên quán quân chương trình giọng hát Việt Nhí năm 2019 vào tối 26/9 khiến thí sinh đội Hương Giang Dương Cẩm, Bé Trấn Quốc phải mừng hụt thì mới đây, Dương Triệu Vũ vừa thẳng thắn lên tiếng viết một bức tâm thư khá dài gửi tới nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Dương Triệu Vũ thẳng thắn viết tâm thư gửi tới nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sau sự cố đọc nhầm tên thí sinh quán quân tại giọng hát Việt Nhí 2019 vừa qua. Qua dòng chia sẻ có thể thấy Dương Triệu Vũ rất bức xúc với những phát ngôn của đàn chị sau sự việc công bố nhầm lẫn kết quả thí sinh. Anh chia sẻ đó là câu nói ngớ ngẩn, không ngần ngại điểm mặt thẳng tên và cho rằng Lưu Thiên Hương không nên chỉ nói cho vui mồm vui miệng về việc trẻ em cần trải qua sóng gió như trên để trưởng thành. Bên cạnh đó, anh chàng cũng không quên gửi lời chia sẻ và động viên tới bé Trấn Quốc, hy vọng sự bất cẩn này sẽ không làm ảnh hưởng tới tinh thần của bé. Trước đó khi nghe ngôi vị quán quân thuộc về Kiều Minh Tâm, sự cố này đã khiến Trấn Quốc bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Dương Triệu Vũ bày tỏ sự bức xúc trước phát ngôn mà anh cho rằng rất ngớ ngẩn của Lưu Thiên Hương tại cuối chương trình. Cụ thể bài đăng của Dương Triệu Vũ như sau. Chị Lưu Thiên Hương từ đầu mùa đến cuối mùa không có gì đặc sắc, trừ phát ngôn phút cuối hết sức ngớ ngẩn ượt thì trẻ em cần có sóng gió để trưởng thành, nhưng không phải thứ sóng gió theo kiểu tra đạp, ức chế về tinh thần. Chị cũng là mẹ, ai lôi con chị ra sóng gió như thế chị có vui không? Mong chị với cương vị là một người phụ nữ đã trưởng thành, sau này nói gì đừng nói cho vui mồm vui miệng. Chị bảo sự việc lần này khiến chị nhớ tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nào, mà chị không nhớ được là cô hoa hậu bị đọc nhầm tên đó đã từng nghĩ tới việc tự sát. Người lớn đã vậy, đằng này còn là đứa trẻ. Cầu mong sự bất cẩn này sẽ không có ảnh hưởng gì lâu dài tới tinh thần của bé Trấn Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.